Đồ này. Đây. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. À, mình chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hôm nay thì chính thức là mình bắt đầu cho đốm vào những khuôn khổ dần dần, để cho đốm tập dần với những cái thói quen theo những cái hiệu lệnh của mình. Thì mình thì không có cái kinh nghiệm gì về huấn luyện chó đâu. Thế nhưng mà thôi thì gọi là có sao thì làm như vậy để cho nó quen cái thói của mình ấy. Đấy, trên tay mình đang là một cái miếng mồi. Đấy, bắt đầu mình thử một vài cái hiệu lệnh các bạn nhé. Đây là cái miếng mồi ấy, là mình phải xé nhỏ nó ra thành nhiều miếng ấy. Ngồi im. Đốm im. Phải dần dần chứ, đưa các em nó vào dần khuôn khổ. Các bạn biết tiêu đề của mình hôm nay làm sao mình lại đặt cái tiêu đề nó hot và hit vậy không? Dần dần các bạn xem các bạn sẽ hiểu nhé. Còn bây giờ thì tạm thời mình cứ đang huấn luyện chú cú này. Các bạn thấy có cái chú đốm cú này của mình là có gì chưa được thì các bạn có thể đóng góp cho mình những ý kiến này. Bắt đầu này. Đúng đây. Ngồi im. Ngồi. Ngồi đó. Đây này, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi. Ngồi. Đố, đây. Đây. Đây, ngồi. Ngồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi. Ngồi xuống thì mới được ăn. Ngồi xuống. Ngồi im. Ngồi im. Ngồi. Nằm thì không được ăn. Ngồi. Ngồi xuống. Nằm thì không được ăn nữa. Không được, không được. Ngồi, bao giờ ngồi thì được ăn. Ngồi xuống. Anh bảo cách ngồi này. Ôi, anh ngồi chứ không phải là nằm. Ngồi. Ngồi đó, ngồi thế nào, ngồi xuống thế này, thế. Thôi không để miếng ăn ở đằng mông đâu, không để miếng ăn đằng mông đâu. Ngồi, ngồi đó, ngồi im. Ngồi, ngồi im. Nào, ngồi im thì cho một miếng, ngồi im. Rồi, ngoan lắm, giỏi nhá. Thế, phải là sao bảo mình biết là ngồi như thế đi chứ. Ngồi im. Đúng rồi. Ngồi, ngồi im. Ngồi, ngồi đó. Rồi, giỏi lắm, ngồi. Không được, ngồi im. Ngồi xuống, không được với rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi. Rồi, ngồi im, ngồi im, ngồi im. Ngồi im, không cho ăn nữa. Nào, thế nào, thế nào, ngồi im thế nào. Đây, đây, đây này, đây, đây này. Ngồi im, ngồi im, ngồi im. Nào, đây, đây, anh ngồi, anh bỏ dép ra, anh ngồi mới đúng nhá. Nào, nào, ngồi xuống, ngồi im, ngồi im. Ngồi, ngồi xuống, thế. Ôi, anh không để miếng ăn ở sau mông đâu. Ngồi đó. Ngồi. Ngoan lắm, ngồi xuống anh cho ăn. Ngồi. Không, ngồi xuống cơ, bao giờ phải ngồi im thì mới cho ăn. Ngồi, ngồi. Thế không cho ăn đấy. Nào, ngồi đó. Thế, ngồi im. Ngồi im. Ngoan lắm, giỏi lắm nào. Giỏi, giỏi. Ngồi im. Bài học hôm nay của thầy và trò ta đã hết. Ngồi im đấy. Ngồi im. Ngồi im. Ngồi im không anh vào mồm. Đấy, ngồi im như thế. Hết một miếng gan thì là bài học cũng đã được quen quen một chút xíu. Thế nhưng nếu mà chúng ta mà không duy trì là nó sẽ nhanh quên lắm. Kiểu như là học sinh mẫu giáo ấy. Hôm nay dạy mà ngày mai không dạy là lại nhanh quên ngay đấy. Thế nhỉ? Ngồi im. Bây giờ hết mồi rồi. Anh chỉ vuốt thôi, ngồi im như thế. Ngoan. Ok chưa? Ngoan. Ngoan. Ngồi không? Hôm nay hết bài rồi. Hết thời gian khóa biểu rồi, nhớ chưa? Cái mặt, ôi, ôi, ôi. Rồi, đi chơi đi. Giờ nào mai lại huấn luyện tiếp nhá. Hiểu chưa? Lớn dần nên là quen. Nhưng mà kiểu như người ta huấn luyện, người ta có bài ấy, thì là nó sẽ có tức là có giáo án ấy, thì nó sẽ ok hơn các bạn. Như mình đây gọi là huấn luyện theo kiểu là thôi thì gia đình thôi, nói thế nào thì nó nghe vậy, nào thì là không được cắn, rồi là làm im, ngồi im, bắt tay ấy. Chứ mình không phải là huấn luyện theo kiểu nghiệp vụ. Còn nếu mà huấn luyện theo nghiệp vụ thì nó rất chi là phức tạp hơn nhá. Ngồi im. Đấy. Tèng tèng tèng. Tèng tèng tèng. Cụ rùa. Từ hôm nhận cụ rùa về là cụ ăn hết sạch một quả dưa chuột này, một quả cà chua này. Thì hôm nay thì mình lại tầm bổ thêm cho cụ một món cà chua nữa cho nó mát mát. Này, kính mời cụ nhá. Đây là tồn dư của cụ để lại đây này các bạn này. Đấy. Cụ là cứ ở trong này thôi, không đi đâu cả. Đấy. Đây, kính cụ ở đây nhá. Rồi, mời cụ. Đấy, dần dần thò đầu ra các bạn này. Rất chi là hay ho luôn. Cụ cứ nằm ở đây. Đấy, kiểu bới cái chỗ này nên là nằm thành tổ ấy. Đấy, thò đầu, dần ra rồi. Cún này, cún chạy theo. Cún chạy theo. Đúng rồi. Yêu. Rồi.
Không được vào trong này nhé, vào trong này chim của anh sợ, nhớ chưa? Nhớ chưa? Để cho cụ rùa ở trong này cho nó yên tĩnh. Đấy. Đúng rồi, mày đi theo anh làm gì? Đi về, anh có cần mày trông đâu, anh có cần mày làm vệ sĩ đâu. Ô, đi về. Ồ, anh không khiến mày làm vệ sĩ đâu mà. Không khiến. Ná, ương ấy, ương không? Nhổ cho con Covid vào mồm giờ. Nào, nào, làm gì, làm gì? Làm gì? Đi về, đi về. Nào có về không? Anh về đây, anh về đây. Anh về đây. Đấy, đi theo làm gì? Đi theo làm gì? Im, ngồi xuống. Ngồi, ngồi xuống. tức là ương nhỉ? Phá lớp à? Không được, không được, không được. Thế là không ngoan rồi. Ở đây nhé, ở đây là anh vào thăm gà. Im, mày đi sau gà, gà nó sợ. Ở đây, ở đây. Ơ, im, ngồi im. Trời ơi, im, ngồi im, không được đi theo, ngồi im. Chơi với cái thằng đốm này mệt lắm các bạn, chơi với nó cả ngày không chán luôn. À, các bạn ơi, hôm qua như ở video hôm qua thì mình có chia sẻ với các bạn là gà Tân Châu của mình là nó cũng lở rồi. Thì đến hôm nay mình cũng chờ nó lở hẳn ra thì mình mới bắt đầu chia sẻ cho các bạn. Thì là không biết là bao nhiêu trứng nhưng mà mình thấy nó nhiều con bọ mạt lắm các bạn. Các không biết là các bạn có biết con bọ mạt không, nhưng mà nó nhỏ li ti luôn. Nếu con này mà nó bấu vào người ấy, thì là nó cho mình cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu lắm. Thì còn một quả trứng, hai quả trứng, ba quả trứng, bốn quả trứng, năm quả trứng các bạn. Thì là năm quả trứng. Thì lứa này của nó là bây giờ hiện tại là đang lở được 7 con này các bạn này. Đang lở được 7 con luôn. Thế nhưng mà có 2 con thì có khả năng là chắc không được các bạn. Bởi vì là các bạn nhìn thấy đây này, cái mắt của nó rất chi là to và thành tật này. Vì lứa trước cũng có một con như thế, thế nhưng mà không được ấy. À, một số các bạn bảo mình bảo là anh tặng em con đấy đi. Nói thật với các bạn là không được các bạn. Thì là đợt đấy thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi là nó bị tật, không biết là lý do gì. Đấy. Có 2 con là bị như vậy luôn. Rồi bây giờ thì mình vẫn cứ để cho nó bình tĩnh ở trong này, để cho nó mẹ nó nuôi con ấy. Thì mình dọn những ổ trứng này đi, chứ không thì con bọ mạt này nó ngứa kinh khủng lắm. Lứa này thì là lứa này được 7 con. 7 con thì chắc là không được 2, thì chắc là chỉ còn 5 thôi. Nói chung là điều cũng không ai mong muốn cả, nhưng mà mình cũng không cứu được, bởi vì là nó thành tật từ trong trứng mất rồi. Các bạn ạ, đây cũng là một cái lý do của một phần tiêu đề hôm nay mình muốn gửi tới cho các bạn ấy. Thì là thực ra là không, nó không theo cái quân tính của mình ấy. Mình nhốt chung bọn ba này với nhau ấy, khi mà đổ nước vào thì nó không sao đâu các bạn. Khi đổ nước vào thì không sao. Thế nhưng chỉ cần máy cạn nước đi một cái thôi là chúng nó không hiểu sao cái kiểu chứ, như chúng nó có một cái gì đó là mất an toàn ấy. Thế là chúng nó lại cắn nhau. Thế là thôi mình đành phải mang nó ra ngoài này ấy, và cho ăn ở ngoài này. Mang ra ngoài này thì nó phải cũng vất vả một chút xíu, nhưng mà nó nuôi được nhiều là mình phải Quý Lâm ơi, đấm mồm. Đấm mồm. À, là mình phải liên tục thay nước ở ngoài này này, rồi chúng nó cứ chui rúc khắp cả ấy. Mình không kiểm soát được cái kiểu cái giờ giấc cho nó ăn ấy. Đây này, đây là cái con ba ba to này các bạn này. Đây. Đấy. Nó đậu ngay ở cái chỗ đường cửa mình ra vào ấy. Còn chắc là mấy con nữa thì là nó vẫn cứ ở trong này các bạn này. Để mình che đậy cho nó những cái chỗ nó an toàn ấy. Đấy. Ô. Rút đâu hết rồi, rút đâu hết rồi luôn này. Wow, lên rồi, nếu thế thì lên hết vòng quanh trên này rồi các bạn. Hay không, thế này thì nếu mà mình cho mồi ăn ấy là chúng nó sẽ không, mình không kiểu như mình không kiểm soát được giờ ăn của chúng nó ấy. Đấy, nó bất tiện ở một cái như thế đấy, cho nên là cái bộ môn nuôi ba ba này phải nói là rất chi là phức tạp. Nó vẫn còn nằm ở trong hoang dã, tất cả những con ba ba con này của mình ấy là kiểu như ở trên bố vợ mình gửi cho ấy, toàn cái kiểu như bắt ở rìa ao các thứ ấy. Thì là cái bản năng hoang dã của nó đang có, cho nên là nếu như mình cho mồi xuống đây ấy, nếu cho mồi xuống đây mà lâu mà ngày chúng nó không xuống ăn ấy, thì là mồi nó sẽ bị ủm, cho nên là mình phải huấn luyện dần cho chúng nó những cái thói ăn theo giờ. Ví dụ như là 3 ngày mình cho ăn một lần chẳng hạn, là vào cái giờ đấy là tự chúng nó sẽ dần dần chúng nó sẽ tới. Thế thì này. Ôi, thôi được rồi, cả chúng nó bình yên ở đây. Ôi trời, đốm ơi là đốm. Mày lại ra đây làm gì hả đốm ơi? Đi về. Đi về, đi về, không ra đây chim nó lại sợ. Ơ, nói mặt cái chành ra như thế nhỉ? Đi về. Đi về, nói có nghe lời không? Về.
Ba. Ô. Con này không hiểu tiếng người rồi, không hiểu tiếng người rồi. Đi vào. Ủa. Thôi, mặt mày cứ chơi ra. Mặt mày cứ chơi ra thế kia chứ. Đúng rồi. Ba. Đi vào. À không. Thế là cuối cùng cũng đã xong cái lô gạch này các bạn. Đây là mới được một lửa thôi. Còn một lửa nữa vẫn đang trên đường trở về. Thế nhưng mà chắc là người ta tạm thời nghỉ ngơi các bạn. Thì mình đã chuẩn bị tất tần tật. Đây mới được độ là 8.000 viên gạch thôi. Đấy, 8.000 viên gạch này nhân với giá là mỗi 1.000 viên là 1.1 triệu. Cứ mỗi 1.000 là 1.1 triệu. Cho nên đầu tư cho một cái quả như này rất chi là tốn kém đấy các bạn. Thì xi đây mình cũng đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy rồi. Trong này là 2,5 tấn xi này, tương đương với lại hình như là 50 bao thì phải đấy. Còn đây là 4 xe cát này. Đấy, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng thôi đấy rồi. Thì ngày mai là các bác thợ các bác đi về xây ý, thì là gạch từ này là chưa hề hấn gì cả. Thì mình vẫn phải mua thêm khoảng độ tầm 1,2 vạn đến 1,7 vạn nữa thì mới đủ được cho cái công trình này của mình các bạn. Đấy, rất chi là tốn kém. Sơ sơ thôi chắc là cũng rơi vào tầm khoảng độ tầm 50 triệu. Đấy là sơ thôi đấy, còn chưa chi tiết. Còn mình nghĩ là chắc nó sẽ phải hơn. Thì đó là những cái gì mà mình làm được, tích góp được để xây vào. Đây các bạn nhìn này, nếu không xây được nó sạt hết đất xuống này thì là cũng không mấy mà lại mất cái vườn. Cho nên là phải xây vào các bạn. Xây vào thì mình mới có được nhìn nhận được những cái tương lai để mình dự tính ở sau này. Ví dụ mình muốn nuôi con gì, con dê, con trâu chẳng hạn như thế. Cỏ thì nhiều như này, thả dê ở đây không mà thoải mái ăn đến tối mới về luôn. Wow. Đây là cái ruộng lúa mới cấy của nhà thằng Nhân đấy các bạn. Các bạn biết tại sao lại có những cái công việc nó của nhà lông nó như này không? Chỉ có nông thôn mới biết được, thành phố thì không hề biết được. Đây là cái cây lúa này các bạn này. Đây là cây lúa này. Đấy, mà cần phải giữ gìn chăm sóc này. Còn đây này là những cây cỏ này. Đấy, phải rổ đi các bạn này. Nếu không rổ đi là nó lấy hết chất dinh dưỡng của cây lúa. Thế cho nên là giữa một bạt ngàn như thế này các bạn tính là rổ đến bao giờ cậu nhỉ? Rổ đến Tết nhỉ? Sao lại để nó nhiều cỏ thế này nhỉ? Đây là cái kiểu như là nước không giữ được đều thì là nó sẽ tạo điều kiện cho cỏ nó mọc các bạn. Kiểu như khi cây lúa này mình phải giữ nước được đều thì là nó sẽ không có những cái cây cỏ li ti như này này các bạn này. Đấy, nhà lông rất chi là nhiều việc luôn. Cứ ăn rồi là phải máy nước là phải từ sông trở vào kìa các bạn nhỉ. Từ phía sông kia trở vào. Đấy, nhà Nhân nhiều thóc lắm, Nhân bảo đợt này cấy thật nhiều để chăm gà trọi. Ông cứ làm đi hiểu chưa? Ừ, để cho nó chăm gà trọi. Ô chào ba đấy. Đây mới là cái lý do thất bại mà theo như tiêu đề của video của mình đấy các bạn ạ. Quả là hôm qua mình thì có chia sẻ với các bạn là mình muốn thuần con chim khuyên ấy. Thì mình đã sắm cái lồng này. Sắm cái lồng này thì là 300.000 ấy. Thế nhưng mà trở thành nó lại vô tác dụng rồi các bạn. Và mình đã tháo con chim khuyên ra các bạn. Cái lý do mình tháo chân con chim khuyên ra ấy, thì là thực sự là khi mà mình đeo vào chân ấy
thì mình thấy nó cứ đeo cái dây, nó cứ thoải loài cái chân, cái kiểu nó cứ thong lỏng cái chân ra, các bạn nhìn nó cũng tội. Trông là cứ người nhỏ nhỏ con thế này mà lại nôi cái dây nó đi theo ấy, mà mỗi một lần nó nhảy nhót nó lại rơi xuống đây, mình nhìn trông cũng tội. Thế thành ra là mình vội vàng là đến chiều tối là mình cắt ra luôn. Thì mình cắt thì là mình cho nó vào trong lồng kia, và bây giờ thì mình thuần theo cái kiểu của mình, tức là mình cho vào đây bỏ đói cho nó một chút xíu cũng được, rồi sau mình nhử mồi để thuần dần. Chứ nhìn cái cảnh nó cứ lồng cái chân này cũng tội, cả vì nó nhỏ quá các bạn ạ. Còn nếu mà con chim chà mào này mà mình mà xác định mà sắm cái xích thì có khả năng mình không xích ra đây đâu, bởi vì xích ra đây cái kiểu như là mình không có di chuyển được, cất vào trong mát ấy. Thế là thành ra là thôi, có khả năng nếu mà dám xích thì mình vẫn phải đeo vào trong này các bạn. Đấy, đấy là cái lý do mình muốn là như vậy. Kể mà nuôi cái con gì thuần thì cũng rất chỉ là thích. Thế nhưng mà thật sự là hay là do cái tính của mình ấy, nhìn thấy con nó cứ cứ cứ, cứ chạy, thế thành ra là thương. Thế cho nên là không biết là lên bây giờ là có lên cho em chào mào ra đây, hay là cứ sắm cái xích để cho nó ở trong cái cầu kia của nó như thế này. Chứ mà mình em chào mào thấy như này cũng khá chỉ là thuần nhé. Mỗi điều nó không sờ được thôi, chứ còn lòng tham thì nó vô đáy các bạn nhỉ. Đấy, hôm nào mà nắng gắt lên ấy là cứ rỉa tay thế này ấy. Đấy, là em nó là cũng cũng mình không nói từ ché nhưng mà gọi là kêu. Đấy, nó cũng không 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 hoảng lắm ấy. Cho nên là theo ý kiến các bạn, có mình có nên làm cho em nó cái xích không nhỉ? Giờ cũng đang đắn đo, nếu mà là sắm xích mà lại cái xích thì nó chả đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà nhìn thấy chúng nó kéo lê thì cũng cũng tội. Thế cho nên là với cái tiêu đề là như vậy thì các bạn cũng thông cảm cho mình ấy. Tan hoang hết mấy con vật. Còn em này thì bây giờ thì mình sẽ có hướng là cứ để em nó ở trong này phục dưỡng ở trong này. Đấy, rồi cho tay vào dần 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 dần, chứ không thể theo kiểu sắm xích được. Thôi mình có lẽ là mình bỏ cuộc với cái kiểu sắm xích cho chim đấy các bạn. Kêu đi, kêu kêu. Và có lẽ thì bây giờ thì mình cũng xin phép là mình kết thúc video các bạn, chia sẻ với các bạn những cái niềm vui, rồi thì những cái tâm trạng, rồi những cái kinh nghiệm để các bạn đóng góp thêm cho mình. Còn thì mình cũng kinh nghiệm nó cũng chưa dày dặn lắm vào trong việc thuần chim, thì các bạn cũng đừng quên, đừng tiếc gì một like, đừng tiếc gì một bình luận đối với mình để mình có thêm cái kinh nghiệm. Và bây giờ thì xin phép các bạn là mình kết thúc video để mình xử lý lại mấy em này thêm một chút xíu nữa, và thăm xem tìm xem đốm nó ở cái phương trời nào rồi. Đấy. Chào mọi người, tạm biệt các bạn đi, chào mọi người.